Mẹo để có thể thay khóa, cậy được cái khóa của Smart Key xe Honda nhé, S21 này, đặt đúng cái chìa khóa vào cái khe giữa, cho tiếp xúc đúng giữa, sau đó thì vặn ngược chiếc kim hồ, ngay lập tức là bung ra rồi, rất là đơn giản. Còn các bác không biết cách cậy thì dùng các đầu vít hay là đầu mũi dao các thứ thì nó sẽ tét hết, hỏng hết nhé, chỉ cần đưa đúng cựa thôi là ok. Đây, chìa khóa của SH1 hay dòng chìa khóa Smart Key của Honda Airblade, SH1 hay SH các thứ ấy, khi mà hết pin ấy, thì các bác thay pin rất là đơn giản. Mọi người sẽ lấy cái đầu chìa khóa đặt vào đúng cái cựa ở giữa này, đối với dòng Smart Key mà khóa nhỏ nhé, SH1 ấy, mọi người lấy xoáy theo kiểu ngược chiều kim đồng hồ thì ngay lập tức là nó sẽ tung ra. Ở đây thì nó sẽ có một cái miếng đệm mút bằng cao su để chống nước nó vào. Và để có thể thay được thì mọi người chọn đúng cái pin. Đúng cái pin. Gẩy cái pin nó ra, sau đó thì xem cái mã của nó là mã bao nhiêu. Đấy, xem cái mã của cái pin là bao nhiêu. Sau đó thì mọi người thay nó vào. Đây, ví dụ như đây là CR2032 này. Mua đúng cái pin như vậy. Sau đó thì lắp ngược trở lại đúng theo chiều âm dương. Đấy, đúng theo chiều âm dương, có dấu cộng và dấu trừ này. Và mọi người lắp trở lại là sẽ dùng bình thường nhé. Nếu mà thay vào con CR2025 thì nó sẽ mỏng hơn, thì nó tiếp xúc nó sẽ kém hơn. Đấy, tức là nếu mà mọi người thay không đúng mã ấy, thì cái độ dày của pin không đúng, không chuẩn ấy, thì khi mà lắp vào, lắp ngược lại thì nó sẽ bị tiếp xúc không chuẩn, nó sẽ bị chập chờn. Đấy, nó pin phải đúng mã nhé. Đấy, check đúng cái mã pin ở trong chìa khóa của mọi người thì mới có thể là gì, là dùng nó ổn định được. Mọi thông tin mà mọi người cần thì có thể bình luận bên dưới video nhé, em sẽ hỗ trợ hướng dẫn.